Xin chào các bạn, ngày hôm nay lại lên kênh đây. Bây giờ xin phép được giới thiệu ngày hôm nay một nhà rượu rất đặc trưng và đặc biệt của bên đất nước Chile. Đó chính là nhà Vina Casablanca, một nhà rượu với cách làm rượu rất đặc biệt từ một vùng rất đặc biệt. Và đã giành được rất nhiều giải thưởng danh giá của những trang đánh giá như Decanter và của Sắc Linh. Và với hôm nay chúng ta sẽ thử hai chai Cefiro, dòng rượu có mang tên đó là The Pale Wind hay là Cơn Gió. Đầu tiên thì chúng ta có ly Cefiro Sauvignon Blanc, đây một ly vang trắng rất đặc trưng cho vùng Casablanca của Chile, với mùi hương nhiệt đới, quả nhiệt đới, dưa chín, chanh leo như là xoài chín, cùng với độ chua nhẹ nhàng tươi mát. Đây một ly vang trắng vô cùng phù hợp cùng những món ăn Việt như gỏi chân gà chốt xương hay một đĩa mực xào cùng với ớt chuông và xả ớt. Thực sự một ớt chuông sẽ mang đến tạo đầy hương vị của nghề rất là nhiều. Bên cạnh đó, những món ăn phong cách không phải Việt Nam như hàu, vẹt, sushi, sashimi, tươi mát cũng rất phù hợp để ly của bạn này. Đến với ly Cefiro Cabernet này, đây là một đại ly vang đỏ đặc trưng đến từ khí hậu tương đối mát của vùng Casablanca. Chúng ta đây có độ chát, độ cồn tương đối rõ ràng. Thêm vào đó, mùi quả vô cùng tươi. Chúng ta có những quả bí chua đen, mận đen, quả bí quất đen vô cùng rõ ràng mà không quá nồng đậm so với những vùng rượu khác của Chile. Để kết hợp cùng với chai Cefiro Cabernet này, chúng ta hoàn toàn để đến những món kiểu Á với một chút tiêu, những món xào, món nướng, kho mà mang đến nhiều hương vị của cháy, khói cho rượu này. Bên cạnh đó, với những đồ Âu, món steak đơn giản, nhẹ nhàng, với một chút sốt thì cũng được hợp với chai này.